Chào các bạn, mình là Linh Táo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách luyện một số những cái nét chữ Hán cơ bản. Thì trong cái quyển sổ tập luyện viết này, nó sẽ có chứa tới khoảng 38 nét. Thì ở đây chúng ta sẽ luyện những cái nét cơ bản. Ví dụ như là trong 38 nét đó, đó là những cái nét biến thể, còn những cái nét chính, ví dụ như là nét ngang, sổ, phẩy, mác, chấm và hất, đó là 6 nét cơ bản. Thì chúng ta cần phải ôn chắc những cái nét cơ bản đấy, vì những cái nét cơ bản đó là những cái nền tảng để các bạn ghép vào với nhau để tạo ra những cái nét biến thể. Và trong Hán tự thì nó có khoảng hơn 40 nét, nhưng mà chủ yếu là chúng ta sẽ luyện khoảng 38 nét xoay vòng, vì những cái nét đó là thường xuyên sử dụng tới với cái quyển sổ tập luyện viết này. Ngoài ra chúng ta sẽ có bút. Bút ở đây thì khi mà quá trình chúng ta luyện tập thì chúng ta cần phải cần một cái bút chì. Và bút chì này, bút chì Đức, Setter Đức mọi người nhé. Tiếp theo thì một cái bút bay màu như thế này. Bút bay mực này thì bay màu hay bay mực cũng vậy. Khi mà viết khoảng 1 phút thì nó sẽ tự bay hết mực đi. Đó, và cái quyển vở của mình nó lại trở thành như mới. Nó rất là hay và tiện lợi. Thì cái ngòi bút, cái bút ngòi bút mực này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 0,7 mọi người nhé. Nó bắt rơi vào 0,7. Cho nên là khi các bạn cầm những cái bút keo chuyên dụng, ví dụ các bạn cầm bút keo chuyên dụng như thế này, nó cũng đều 0,7 cả. Và nó tạo ra nét thanh đậm, dễ dàng. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách luyện cái quyển sổ tập luyện viết này nhá. Nó hiệu quả như thế nào. Mà có rất nhiều bạn đã tin dùng và dùng cái quyển vở này nhá. Đầu tiên thì mình sẽ dở cái trang đầu tiên ra cho các bạn xem. Nào, trang đầu tiên hay là trang tiếp theo thì nó cũng sẽ giống nhau một chút về cái phần bên trên này và là cách cầm bút. Cách cầm bút thì khi các bạn cầm bút ấy, đó, mình sẽ lấy cái bút dài hơn. Đấy, bút chì đen đậm. Bút chì này chỉ dành cho dân vẽ. Và khi các bạn gọt thì các bạn gọt vát cho mình như này nhá. Góc cạnh theo kiểu lục giác, góc lục giác giúp mình nhá. Để khi nó tạo kéo những cái nét ngang sổ, nó sẽ tạo ra những cái đường nét dứt khoát và nó thanh đậm rõ ràng hơn, thay vì chúng ta để đầu tròn. Ok, bây giờ mình sẽ cầm một cái bút nó dài như thế này. Và các bạn cầm bút cho mình, các bạn cầm theo tỷ lệ. Đó là đây là cái cung độ đặt bút này, 11 và số 5. Chúng ta đặt bút vào số 11 và cổ tay vào số 5. Cái hình vòng tròn này thích hợp cho những bạn bé tiểu học. Đó, mà có cái tay, bàn tay rất là nhỏ. Nếu mà bên Trung Quốc hoặc là bên bản địa, ví dụ như bên Đài Loan chẳng vậy, thì cái hướng dẫn cách viết này cũng giống như chúng ta học tiếng Việt từ năm tiểu học, những cái năm mẫu giáo lớp 1, của các thầy cô hướng dẫn cách cầm bút, cách đặt bút như thế nào. Thì các bạn sẽ đặt vào số 11, số 5 này nhá, và chéo này nhá. Và cái hai là cách cầm bút, các bạn đừng cầm như này nhá. Hạn chế chúng ta cầm như này. Nếu như các bạn cầm viết tiếng Việt như này quen rồi, thì khi mà viết chữ Hán chúng ta cần phải sửa qua một chút. Đó là chúng ta sẽ cầm theo đúng hình như thế này. Chúng ta sẽ cầm, đó là gì ạ? Ngón trỏ này sẽ song song với bút và đầu ngón cái và đầu ngón trỏ này sẽ chạm vào nhau. Đấy, sẽ chạm vào nhau nhá. Thì các bạn sẽ cầm cao lên trên một chút này cũng được. Ngón cái này bấm cao lên trên một chút. Các bạn đặt bút vào. Ok, thì các bạn cứ đặt bút cho mình theo hướng số 71 và số 5 theo chiều kim đồng hồ như thế này. Rồi tiếp theo thì các bạn nhớ là các bạn cầm bút thì các bạn cầm thẳng lên trên nhá. Đi song song với nhau này. Đầu ngón cái và đầu ngón trỏ chạm vào nhau này. Đặt bút dựng thẳng lên trên cho mình như thế này. Tránh trường hợp các bạn cầm đặt tay thẳng như này, chiều 90 độ. Sau đó thì các bạn sao ạ? Các bạn để ngả bút ngả như này. Thì trong đó các bạn có thể quẹt như này, các bạn viết nét ngang được. Nhưng nét sổ các bạn kéo xuống các bạn sẽ không kéo được, vì các bạn không có được cái tư thế đặt tay thoải mái. Và cái thứ hai, cách cầm bút của các bạn nó chưa chính xác. Tiếp theo chúng ta phải để hơi lệch này. Và các bạn cầm bút, các bạn nhấn, các bạn nhả nhẹ xuống như thế này. Đó. Nét sổ trong chữ Hán thì nó phải thẳng. Nó thẳng giống như cây kim. Đó, giống như các bạn kim khâu thì các bạn sẽ chỉ các bạn luồn qua cái lỗ của cây kim đó, thì cây kim nó sẽ buông xuống, nó thẳng như thế này. Sổ móc thì nó sẽ có một phần móc lên trên. Thì ở đây mình sẽ nói qua một chút, đó là những cái ô như thế này, thiết kế chuyên dụng. Thì ở đây các bạn có thể thấy được, đó là những nó kẻ kẻ như này, đúng không ạ? Đó, nó kẻ kẻ như này nha. Thì các bạn sẽ luyện cho mình những cái nét ngang. Các bạn sẽ luyện cho mình cái nét ngang kéo từ trái qua phải theo hướng ngang này nhá. Đấy, từ trái qua phải theo hướng ngang như này. Sổ thì các bạn cứ nối cho mình, nối thẳng xuống dưới theo dựa theo đường kẻ thẳng này nhá. Nát thì mình sẽ làm cái clip tiếp theo để mình hướng dẫn cho các bạn cụ thể.
Bây giờ mình sẽ dở từng trang một cho các bạn xem nhé. Trang 1, trang 2 cũng đều hướng dẫn các bạn cách đặt bút, cách cầm bút, và các bạn có thể là những cái ô, kẻ chấm chấm này nó dày đặc hơn để cho các bạn định vị dễ hơn. Tiếp theo, vào cái trang đầu tiên chúng ta sẽ đi theo những cái ô chuyên dụng. Nãy mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết từng ô một. Tiếp theo đây là chúng ta sẽ luyện cái gọi là khởi động tay nhá, khởi động tay để cho nó dẻo. Đây là những cái luyện những cái nét gọi là nét phẩy này, những cái chiều từ trên xuống dưới, từ trái qua phải này, kéo thẳng xuống dưới này, luyện những cái nét mác này. Chủ yếu là luyện cổ tay cho nó dẻo dai hơn, viết chữ nó sẽ dễ hơn. Giấy rất là dày nhá, giấy rất là dày, và các bạn có thể viết đi viết lại, dùng bút bay mực như này cũng được, hoặc là các bạn dùng bút chì các bạn viết đi các bạn tẩy lại cũng được nhá. Ô vuông này, luyện những cái nét gập này, zig zag này, nhịp tim này, đó là luyện những cái, ví dụ như nét sổ đây, những cái nét ngang này, lực tay đều. Nào, bắt đầu chúng ta sẽ đi từng cái nét một nhá. Ở đây các bạn có thể thấy được đó, những cái nét đầu tiên, ví dụ như là nét ngang, ngang dài, ngang ngắn, sổ, sổ gọn, sổ kim đó, và những cái nét ngang gập, ngang phẩy đó, phẩy. Tiếp theo ở trên này đó là phẩy này, mác này, phẩy nằm, phẩy ngắn, mác, hất này, cùng với nhau. À, các bạn có thể thấy được đó là những cái nét phẩy này, mác này, hất này, nối vào với nhau, chấm, hất, móc, một loạt những cái nét móc. Tiếp theo là phẩy chấm này, ngang móc, rồi có những cái hất ở phía dưới này nữa. Đó là các bạn nhớ là các bạn càng về sau nét sẽ càng khó hơn nhá. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ ôn những cái nét cơ bản: ngang, sổ, phẩy, mác. Đó là bốn cái nét lớn, nét chính để đóng vai trò là bộ khung của chữ Hán. Tiếp theo đây là những cái ô vạch nhỏ, mã số nát mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn nhớ xem những cái clip sau nhé. Đấy. Trên này thì là có kèm phiên âm, còn ở dưới đây là nối theo tình lệ của những cái đường mã số này. Bây giờ mình sẽ viết mẫu cho các bạn xem. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái bút chì để mình viết trước. Thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ đặt tay cho mình nhá, đặt tay theo chiều số 11 và số 5 cho mình nhá. Đấy, đặt nó sẽ chéo chéo này một chút này. Sau đó thì các bạn sẽ tập viết theo những cái đường trong cái ô này. Ví dụ đây là những cái đường kẻ ngang, các bạn nhìn thấy những cái nét chấm 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 này, các bạn sẽ nối những cái chấm chấm này vào để tạo ra một cái nét ngang hoàn chỉnh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tập nhá. Ngang của chúng ta sẽ nhấn mạnh ở phần đầu này, nối những cái nét ngang vào với nhau này, theo một đường kẻ ngang nhấn này và vuốt nhẹ xuống như này. Đó. Chỉ cần nối theo thôi. Đây là những cái bạn, những cái bạn nhỏ ấy thì bạn ấy viết rất là nhanh nhá. Chỉ cần nối vào với nhau này, đổ xuống theo đường kẻ thẳng này, nối thẳng xuống dưới là được. Ở đây cái ô thứ hai là các bạn nhìn thấy những cái nét chấm chấm hay không ạ? Chấm đỏ đỏ này. Nó sẽ không còn những cái định vị này nữa, thì các bạn sẽ phải nối từ cái nối chấm đỏ này bên này sang bên này. Đấy, và ô ở dưới thì lại không có nữa. Rèn cho các bạn kỹ năng đó là chúng ta sẽ giảm lược dần những cái định vị xuống, những cái nét chấm định vị xuống để cho các bạn định hình được cái nét ngang. Qua đó khi các bạn gặp những cái ô bình thường như này, các bạn vẫn có thể viết được cái nét ngang nhé. Mình làm mẫu. Đó, ngang nối từ đây qua đây. Ngang này, nối từ đây qua đây để yêu cầu các bạn được tay, các bạn phải đều nhá. Nối nét ngang từ đây qua đây một chút. Nào, bây giờ chúng ta sẽ viết cái nét ngang ở dưới cái ô này nhá. Ngang này, nối theo đường kẻ ngang, kéo từ trái qua phải, nhấn này, vuốt nhẹ như này. Sổ nối thẳng từ trên xuống dưới, buông nhẹ xuống bên dưới như này. Nào, tiếp tục sang những cái trang tiếp theo thì những cái ô như thế này. Đấy, từ những cái ô có đường vạch như này và tới những nét chấm như này và tới những